Việt Linh xin kính chào quý khán thính giả. Xin chào mừng quý vị đến với chương trình tin tức bình luận hàng ngày từ thứ hai đến thứ sáu và chủ nhật của Đài Truyền hình Việt Nam. Hôm nay là thứ hai 18 tây tháng 11 năm 2024. Chương trình tin tức và bình luận hôm nay sẽ có hai video và ra mắt cách nhau 15 phút. Trong video 1 của hôm nay, Việt Linh có hai bài bình luận xin gửi đến quý vị thính giả. Chúng ta bắt đầu với bài bình luận đầu tiên. Bất ngờ, chánh văn phòng của Trump là một sinh vật đầm lầy ở Washington DC. Kính thưa quý vị, các khách hàng của bà Susie Wise đang mừng phát điên khi mà Trump thắng cử vào Tòa Bạch Ốc năm 2016. Giờ đây người đàn bà bí mật và khá kín tiếng này sẽ là người gác cổng Tòa Bạch Ốc trong thập niên qua, Donald Trump đã định vị mình là một người ngoài cuộc chính trị và đối đầu với giới cầm quyền hoặc gọi là đầm lầy ở Washington DC. Nhưng trong suốt thời gian 4 năm của nhiệm kỳ đầu tiên đã cho thấy điều ngược lại. Các đồng minh và những nhân vật nổi các quan trọng được lựa chọn của Trump thường liên kết với các công ty Mỹ, thực hiện theo lệnh của tầng lớp vận động hành lang. Một ví dụ điển hình nhất đồng quản lý chiến dịch tranh cử và chánh văn phòng mới của Trump là bà Susie Wise. Là một nhà vận động hành lang dày dặn kinh nghiệm với gần một thập niên kinh nghiệm bảo vệ lợi ích của nhiều tập đoàn lớn. Public Citizen, một nhóm giám sát đã công bố một báo cáo vào thứ Sáu bao gồm 7 năm sự nghiệp vận động hành lang của Susie Wise. Báo cáo của tờ Public Citizen phát hiện ra rằng Susie đã đăng ký vận động hành lang tòa bạch ốc, quốc hội và một số cơ quan liên bang thay mặt cho 42 khách hàng cá nhân là những đại công ty lớn. Trong đó bao gồm hai công ty khai khoáng lớn của Canada, một công ty thuốc lá và một công ty quản lý chất thải đã đấu tranh nhiều năm để họ không phải bị buộc phải loại bỏ chất thải phóng xạ khỏi bãi chôn lấp mà công ty này sở hữu bên ngoài St. Louis, Missouri. Một trong những khách hàng cũ thú vị hơn của Sushi Wise là people Limited Partnership. Công ty đứng sau dự án Pepple May bị đình trệ và gây tranh cãi dữ dội ở phía tây nam Alaska. Chính quyền Obama đã chặn dự án khai thác đồng và vàng nhưng chính quyền Trump đã hồi sinh nó vào đầu nhiệm kỳ đầu tiên của Trump qua sự vận động của bà Susie Wise. Chỉ riêng vụ này, Susie Wise đã kiếm được 180.000 đô la theo báo cáo của Public Citizen. Vào năm 2019, Susie Wise đã đăng ký làm người vận động hành lang cho công ty khai khoáng Canada, Waterton Global Resource Management và vận động hành lang cả tòa Bạch ốc và các cơ quan liên bang về vấn đề khai thác khoáng sản trên đất liên bang. Waterton đã trả cho Susie Wise 200.000 đô la cho công việc này. Theo Public Citizen, các tiết lộ về hoạt động vận động hành lang của bà Susie Wise cho thấy một danh sách khách hàng vừa rộng lớn vừa đầy rẫy những khách hàng gây tranh cãi, những người sẽ được hưởng lợi rất lớn khi để người vận động hành lang trước đây của họ điều hành tòa bạch ốc. Những phát hiện của báo cáo này đặt ra những câu hỏi nghiêm túc về các xung đột lợi ích tiềm ẩn cần được giải đáp trước ngày bà Susie Wise nhậm chức. Không có gì đáng ngạc nhiên. Khi việc Trump bổ nhiệm Susie Wise vào vị trí chánh văn phòng là người sắp xếp mọi công chuyện, thời gian và các ưu tiên cho Tổng thống, là trái ngược với lời lẽ trong chiến dịch tranh cử của Trump là luôn chống lại những người vận động hành lang. Trump nói với người dẫn chương trình podcast Telephone trong chiến dịch tranh cử rằng Với tư cách là tổng thống, tôi không phải là người ủng hộ những người vận động hành lang. Bạn phải ngừng nghe những người vận động hành lang. Nếu bạn là một quan chức được bầu hoặc làm việc trong chính phủ, bạn sẽ không bao giờ có thể trở thành một người vận động hành lang. Nhưng bây giờ thưa quý vị, Trump đang phá vỡ các chuẩn mực lịch sử nhằm chống tham nhũng. Không giống như các tổng thống trước đây, ví dụ nhóm chuyển giao của Trump đã không cung cấp lời cam kết đạo đức theo yêu cầu pháp lý, vốn phải nộp vào ngày 1 tây tháng 10 và là cam kết bằng văn bản nhằm tránh xung đột lợi ích khi đã nhậm chức. Sự chậm trễ này có thể ảnh hưởng đến quá trình chuyển giao cản trở nhóm của Trump tiếp cận các cơ quan liên bang. Trung tâm Pháp lý Chiến dịch đã viết vào ngày thứ Sáu về lời cam kết đạo đức bị trì hoãn của Trump, rằng Trump có một số tài sản nắm giữ gây ra những lo ngại đáng kể về xung đột lợi ích, bao gồm doanh nghiệp tiền điện tử mới của ông ta, cổ phần đa số trong mạng xã hội, social, bất động sản, sách, và các thỏa thuận cấp phép. Nếu tổng thống đắc cử ký một thỏa thuận cam kết tránh xung đột lợi ích thì điều đó cho thấy ông ta phải thoái vốn ra khỏi các tài sản đang nắm giữ này. Nhưng có vẻ như Trump muốn làm ngược lại. Đó là ông ta không cung cấp cam kết đạo đức pháp lý không thoái vốn bởi vì ông ta biết rằng sẽ không ai có thể làm khó gì được ông ta như năm 2016. Việc tổng thống đắc cử không thể nhận được hơn 5.000 đô la cho mỗi nhà tài trợ chuyển giao cá nhân và những khoản quyên góp này phải được công khai. Trung tâm pháp lý chiến dịch lập luận rằng có khả năng Trump sẽ chấp nhận các khoản đóng góp không giới hạn. Điều này sẽ tạo ra xung đột lợi ích đáng kể bởi vì ông ta tự tin rằng sẽ không gặp khó bởi bất cứ cơ quan kiểm soát nào. Lời kết cho bài bình luận này kính thưa quý vị. Ngày nay, điều trớ trêu là Susie Wise là nhân vật giàu kinh nghiệm việc vận động hành lang, lại là người được giao nắm giữ quyền hành sắp xếp các giao dịch, gặp gỡ, ký giấy phép cho các công ty khai khoáng, khai thác nhiên liệu. Đây là cơ hội làm giàu cho những kẻ vận động hành lang như Susie Wise. Ai nói Trump xem thường những kẻ vận động hành lang? Thưa không? Bởi vì bằng chứng trước mắt là nhà vận động hành lang giàu kinh nghiệm như là bà Susie Wise sẽ là chánh văn phòng của Trump nhiệm kỳ 2. Một vị trí béo bở, đầy quyền lực và hay ra tiền. Và kính thưa quý vị, sau đây là một bài bình luận của tác giả ST gửi đến tham gia cùng chương trình hôm nay. Bài viết này có nhan đề Nội các hy hữu của Trump là những tên ô xin sai rượu. Kính thưa quý vị, tôi chỉ nói đùa một chút cho vui. Cho bất kỳ ai đã uống những ly nước đường hết hạn của Trump về một nước Mỹ vĩ đại và họ, những người đã chọn Trump. Donald Trump vốn dĩ là một ông già hay kèm nhèm, vội vĩnh, là người chỉ thích được nghe tiếng mình nói và đợi kẻ khác trả lời Yes, sir. Trump cũng không khác gì mấy những tay bộn nhậu. Trước ngày bầu cử cũng đã khóc lóc níu tay người dân, vừa năn nỉ vừa hâm dọa, giả vờ đủ trò hề như một đứa con nít, hay làm núng để được chú ý, giả vờ đi bán khoai tây chiên, làm phu xe rác. Và trước giờ thứ 25, Trump cùng các tay bộn nhậu leo lên sân khấu gánh xiết nhảy tưng tưng như những tên say rượu. Tay cầm điếu thuốc, nách kẹp chai whisky. Vì trong đầu đã không còn những từ ngữ nào gọi là dễ nghe hay là có lý. Như người phụ nữ của một sân khấu bên kia, họ đang tạo nụ cười và nhiều hy vọng đến khán giả của bà. Donald Trump tay ôm chai rượu, ngủ vùi trong đêm đó. Trưa hôm sau, không như thông lệ tuyên bố mình đã chiến thắng ngay khi cuộc đếm phiếu vừa bắt đầu như hồi năm 2020. Trong tỉnh ngủ, mở mắt và nằm yên, tim đập mạnh, chờ đợi. Và ơn trên đã không phụ Trump. Mặc dù Trump không bao giờ tin rằng có ơn trên, ơn dưới nào cả. Mà chỉ có những bộ não đã được tẩy trắng, chờ đến ngày là đi bỏ phiếu cho vị thiên sứ được Chúa dán xuống trận để chăn dắt nước Mỹ. Hai vợ chồng Trump từng coi thường Đức Giao Hoàng, coi thường Nữ Hoàng Anh, coi thường đệ nhất phu nhân Jill Biden. Ồ, ơn trên coi thế mà có thật đấy. Và Trump đã chiến thắng. Lại là một chiến thắng lớn và không thể ngờ được. Khi có hàng đoàn những con chiên cơ đốc nhân lũ lượt kéo nhau đến các phòng bỏ phiếu tay dơ cao lá phiếu để xác nhận lòng trung thành với đấng thiên sai. Qua lời mốm ý của ông Đức Giáo Hoàng Francis, rằng hãy chọn cái ác ít hơn. Và bây giờ trong cái khối ốc, nửa tỉnh nửa mê, Donald Trump không khác gì Mr. Bean trên sân khấu hài. Trump phải chọn những kẻ ngốc và những người trung thành tuyệt đối với ông ta lúc thời điểm Trump gặp khó khăn, bị thưa kiện khắp nơi. Donald Trump rõ ràng biết rõ những người ông ta chọn, chẳng ai đủ, đủ tiêu chuẩn cả. Nhưng mà không hề gì, bởi vì họ nắm chức vụ không phải để làm việc, mà Trump chọn họ chỉ để giúp ông ta đốt cháy thể chế chính phủ dân chủ mà ông ta ghét cay ghét đắng này. Mattias, một chú hề vừa qua tuổi vị thành niên, hay sủa bậy hơn là cải lý như một luật sư đang bị điều tra liên quan đến cáo buộc quan hệ tình dục với trẻ vị thành niên Tulsi gabbard người cho rằng chỉ cần bơm khí độc vào thường dân là có thể phòng thủ được sau đó cho đánh bom các phòng khám điều trị là sẽ giành được chiến thắng sẽ nắm giữ chức vụ giám đốc tình báo quốc gia phó chánh văn phòng phụ trách chính sách của trump stephen Mueller. gã đàn ông thiếu tóc có đôi mắt đờ đẫn như sai thuốc. Nói rằng các tiểu bang đỏ sẽ cử các đơn vị vệ binh quốc gia của họ đến các tiểu bang xanh để thực hiện các vụ trục xuất hàng loạt. Nghe giống như một cuộc nội chiến, xanh đỏ đánh nhau. Peace Access Một bình luận viên Fox News theo chủ nghĩa dân tộc da trắng thượng đẳng. Phải có hình xăm để không bị nhìn lầm sẽ lãnh đạo Bộ Quốc phòng sẵn sàng tha thứ và dung túng các cuộc tấn công phủ đầu từ đối phương và tìm kiếm sự ân xá cho tội phạm chiến tranh thật tiếc là jeffrey epstein đã ra đi ông ta đã bỏ lỡ một cơ hội nắm giữ bộ giáo dục của trump nhưng vì chính quyền trump đang nhâm nhe dẹp bỏ bộ giáo dục nếu không chắc thì sẽ có một cuộc chiến tranh giành nhau ghế bộ trưởng giữa Jeffrey Epstein một kẻ ấu dâm và Marjorie Taylor Greene một bà hoàng chuyên tung tin giả và thuyết âm mưu Và Trump muốn buộc Thượng Viện phải chấp nhận việc ông ta có thể bổ nhiệm những người chắc chắn sẽ không nhận đủ 50 phiếu từ Thượng Viện trong những đợt nghỉ giải lao của Thượng các Thượng nghị sĩ bỏ qua lời khuyên và sự đồng ý của họ Thưa quý vị vai trò của thượng viện trong việc bổ nhiệm những ghế do tổng thống đưa ra không phải là việc trang trí cửa sổ mà đó là chức năng cốt lõi của hiến pháp theo điều hai nền tảng cho sự phân chia quyền lực lời khuyên và sự đồng ý của thượng viện được thiết kế để ngăn cản những kẻ điên khùng sai rượu đang cố trèo lên các ghế chính phủ cho rằng đảng cộng hòa sẽ có đa số 53 thành viên vững chắc trong Thượng viện vào tháng 1. Mong muốn vượt qua họ của Donald Trump lúc chưa sai xỉn, thậm chí nó còn đáng báo động hơn so với người mà ông ta đã chọn cho đến nay. Những diễn biến này nó sẽ thật buồn cười nếu mà chúng không quá nguy hiểm. Trump hiện có trong túi một văn bản ký tên bởi tòa án tối cao. Một license to kill cho phép đội siêu sáu bóp cò bất cứ ai từng là kẻ thù trong nước của Donald Trump. Người ta tự hỏi liệu Tổng thống Biden có thấy hay không thấy cảnh tượng Trump chó nhảy bàn đọc một phát phóng lên cái bàn thờ gần trần nhà. Và Trump đã tỉnh rượu. Nhiệm vụ đầu tiên và quan trọng nhất của một tổng thống là gì? Đó là bảo vệ và phòng thủ và người ta thường lặp đi lặp lại rằng cách phòng thủ hay nhất là tấn công tốt nhất. Tại sao ông ấy không sử dụng gần hai tháng còn lại để đưa Trump vào một hòn đảo nào đó, buộc hắn ta phải ngồi sau song sắt, không có Twitter, không có iPhone trong suốt quãng đời khốn khổ còn lại của hắn ta. Tổng thống Biden cũng có thể lấy tờ License to Kill trong túi của Trump để bảo vệ nước Mỹ ở giờ thứ 25 mà. Vì tờ giấy phép đó có ghi rõ là For President Use Only. Nếu điều đó sẽ ngăn chặn được một cuộc đổ máu mà ông ta đã hứa sẽ thực hiện. Tại sao không quý vị? Trump không cần bị cùng số phận như con chó của Cristiano Thương thì chăm chút, âu yếm gọi là thú cưng. Ghét thì Bóp cò. mà ông tổng thống biden chỉ cần mời trump về dinh nằm sao song sắt nằm để mặc tình viết thơ cho người tình trong mộng như là kim jong un vladimir putin viktor orbán dù sao thì cánh hữu cũng đã quy chiếu pháp luật và ôm hết mớ tội phạm của trump chờ sao tháng giêng để đổ lên đầu joe biden vì tháng giêng là tháng ăn chơi của trump mà những lựa chọn ngu xuẩn của trump cho thấy rõ rằng chúng ta sẽ phải trải qua một chặng đường gập ghềnh trong những năm tới nhưng các đảng viên đảng dân chủ nên phải giải quyết nó một cách nghiêm túc từ bây giờ ngưng ngay các cuộc đổ lỗi trong nội bộ đảng dân chủ thay vì những lời buộc tội và đổ lỗi cho nhau thì đảng Dân Chủ nên nhìn vào những con số. Kamala Harris thua Trump 3 triệu phiếu bầu trên tổng số 151 triệu 318 415 phiếu bầu trên toàn quốc. Sự mất mát ít hơn 2% của tổng số cử tri hầu như không phải là một nguyên nhân bắt buộc. Dù thời thế có thế nào đi nữa, chúng ta đừng quên nhìn vấn đề bằng một nhận thức rất thực tế trên toàn cầu để đánh bại đảng dân chủ của biden người mỹ đã làm điều mà mọi quốc gia công nghiệp phát triển khác trên thế giới đều làm như vậy một hành động giống nhau đáng kinh ngạc đó là khắp nơi người dân trừng phạt đảng đương nhiệm đảng đang cầm trong tay những kinh nghiệm đau đớn kinh tế tồi tệ nhất sau đại dịch vĩ đại trong lịch sử con người bất kể ai đã gây ra một hiện tượng được báo cáo ít được để ý một cách đáng lo ngại. Đó là vào năm 2024. Bất kỳ đảng cầm quyền nào chiếm giữ ghế chính phủ đều bị bỏ phiếu bãi nhiệm trên toàn thế giới. Và biểu đồ này của Financial Times trình bày mức tăng và giảm tỷ lệ phiếu bầu của các đảng đương nhiệm kể từ năm 1910. Trong thế kỷ qua, đã có sự phân bổ khá đồng đều giữa lời và lỗ của các chính phủ đương nhiệm, ít nhất là cho đến năm 2020. Nhưng vào năm 2024, trong các cuộc bầu cử trên toàn cầu, bất kỳ đảng nào nắm quyền, dù là bảo thủ hay cấp tiến, đều có cùng một cửa thoát giống nhau. Vào năm 2024, lần đầu tiên kể từ năm 1910, các đảng đương nhiệm đã bị cách chức với tỷ lệ zero chiến thắng mà không cần tính đến hệ tư tưởng đảng phái. Và hiện tượng đường này thấy rõ ở Âu Châu, chú gà Gaulois đã thoát chết, nhưng gã khổng lồ Americano thì không. Vì vậy, câu chuyện thực sự nó không phải là bảo thủ hay là cấp tiến, không phải là tiến bộ hay ôn hòa, không phải là Trump hay là Harris. Đảng Dân Chủ đã thua đau do nỗi đau kinh tế hậu Covid toàn cầu nằm ngoài tầm kiểm soát của họ. Giống như mọi đảng đương nhiệm khác trên thế giới. Đây cũng có thể là một lập luận đã được nhiều nhà am tường về chính trị xã hội học đưa ra nhiều lần. Bây giờ tôi nhắc lại không phải để lên án hay là rửa tội mà chỉ để nhìn lại một cách nghiêm túc rằng những người yêu dân chủ hãy ngừng ngay trò chơi đổ lỗi mà hãy tập trung vào một trò chơi kế tiếp cũng là trò chơi bầu cử bởi vì chúng ta nên nhớ rằng nước mỹ là một nhà nước bị lạm phát bầu cử cứ mỗi hai năm ăn ngủ làm việc và đi bầu đó là một thực tế cho ta niềm hy vọng vì những rủi ro sẽ được điều chỉnh trở lại vì trong cái hay của hiến pháp cũng có cái dở đó là các kẹt cửa mà mấy con gián nó có thể chui được vào. Nhưng trong cái dở đó nó cũng có cái vô tình hay không bằng hơn. Đó là có một cuộc bầu cử khác nữa sẽ xảy đến trong hai năm. Mỗi ghế trong hạ viện và một phần ba ghế trong thượng viện, chủ yếu là các đảng viên Cộng Hòa, sẽ được tái điểm mặt. Và nếu trong hai năm đầu này, Trump vẫn chưa tỉnh rượu vẫn còn tiếp tục những trò tai quái với những đám trẻ trâu nhìn trời qua lăng kính của mấy đít chai rượu thì cử tri Mỹ sẽ trừng phạt đảng của Trump không nương tay sau 2 năm nữa. Lời kết cho bài bình luận này kính thưa quý vị. Trump chưa bao giờ tin có Chúa Ba Ngôi, chưa bao giờ tin có Phật nhiệm màu. Nhưng mà ơn trên nó đến từ Đức Giáo Hoàng Francis đã thúc hối các con chiên cơ đốc nhân hay chọn cái ác ít hơn đã đem đến chiến thắng cho Trump trong sự ngỡ ngàng của rất nhiều người Mỹ và cả thế giới. Đã khiến Trump bỗng dưng tin vào ơn trên là có thật. Chúa đã ngó xuống nước Mỹ vào ngày 5 tây tháng 11. Trump tin như vậy. Cuộc đua chó nhảy bàn độc ngoạn mục của thế kỷ 21 nó chỉ đến một lần với người thắng cuộc có những danh xưng kỳ lạ nhất nằm trước hai chữ tổng thống. Đó là những cái tên gọi xấu xí và khó nghe như kẻ lừa đảo, trốn lính, tham nhũng, làm đảo chính hục, ăn cắp tài liệu mật mà các cơ đốc nhân, các ma ga và mít vàng đã bất chấp, bỏ qua và phớt lờ và nhiệt tâm ủng hộ ông con trời ngàn năm có một này vì vậy dù đau đớn đến thế nào thì nó cũng chỉ là tạm thời phẩm chất lâu dài duy nhất của các cuộc bầu cử là ngay khi người chiến thắng được công bố thì hắn ta và đám đàn em đã bắt đầu lo lắng cho cuộc bầu cử tiếp theo trong thất bại lần này chúng ta sẽ tìm ra cách để chiến thắng lần tới trong cái rủi ro luôn có nhiều may mắn đến bất ngờ sau hai năm nữa vì vậy Kính thưa quý vị, đừng đau buồn, đừng lo lắng nữa, vì lo lắng quá sẽ mau già. Tác giả ST, xin cảm ơn anh. Xin mời quý vị thính giả đón xem chương trình tin tức và bình luận với video 2 sau 15 phút nữa. Việt Linh xin cảm ơn sự lắng nghe của quý vị thính giả khắp nơi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong video kế tiếp.